Chào mừng quý anh em bà con đến với kênh YouTube Kính Xuyên nha. Hôm nay em sẽ làm cái clip này gọi đến những mấy anh mà đặt mấy bình nước ngọt bên em về đặt máy đưa tôm. Lý do là bên em không phải là cái loại máy nào cũng có hết trơn á, nhầm cái có cái không nha. Cái có cái không chứ không phải cái nào cũng có. Bên khi mà mấy anh điện đặt bên em thì bên em nhận làm một cái bình này về thôi. Vậy mấy anh tự chế cháo gắn lắp riêng thì em sẽ làm cái clip này cho mấy anh thợ về tự xử. Đây thì chung là đơn giản làm cái mặt này. Nói chung kiểu cọt gì đó tùy theo quý anh em thích. Em thì làm đơn giản gọn gàng gì thôi. Nói chung thì bắt giờ gì đây. Cái này cũng chưa hoàn thành lắm đâu nha. Rồi bây giờ tới nói về phần nước ngọt ha. Nước ngọt thì em sẽ làm ống từ truyền xuống đây. Qua bên đây hút vào. Bên em nó khớp nè. Tay này co quá nên làm nó khớp. Nó khớp nó hút từ nói chung là từ phía dưới này nè. Vô trong buồng hút. Rồi nó sẽ xả nước vào trên đầu này nè. Đó, còn cách lắp đặt chân thì quay đây em sẽ quay cho mấy bà con coi ha. Dòng dân ma thì nó dễ lắp hơn với dòng khác. Đây sẽ bắt hai cái chân. Đó, cái này em chưa làm hoàn thành ha. Bắt hai chân gì đây. Còn khó thì quý anh em bắt sao cũng được. Quan trọng là mình làm cái chân đỏ lên. Còn sau này thì em làm cái chân đỏ lên gì nè. Đó. Rồi mình sẽ gia cố lại, hàn lại nhau. Vừa đỏ lên mà vừa bắt dính ngã qua đừng cho nó lắc nó bị xé bình hết trơn quý anh em. Còn bô e thì tùy theo kiểu anh em thích thôi, chế cháo sao cũng được. Rồi nói chung là đơn vị nước ngọt mà chỉ lắc đơn giản vậy thôi. Còn này là đường nổ nước ngọt vào vô ra nước mặn vậy thôi bà con, không có gì khó chưa hết. Làm sao mình phải làm cho mặt đỏ lên nha. Ngày đỏ này đỡ cái bình lên nè. Đó, đỡ bình lên. Trong đây mình sẽ hàn cũng đỡ bình lên luôn. Đây này để mi hở đây này, sẽ em sẽ nối hàng lại này cũng đỡ lên luôn, mới lấy nắp dùng dụng đó mình đỡ lên cũng được. Rồi cảm ơn bà con và cô bác đã xem video của em. Bà con xin cho em một like đăng ký để có những video nhanh chóng đến gửi đến anh em để kịp thời. Một số anh em cũng tiếc là biết em trễ quá, phải chứ biết em sớm thì đặt trọn vẹn bên em luôn. Một số anh em không biết bên em làm, chỉ biết bên em làm nước ngọt thôi, không biết làm dần cầu nên đặt chỗ khác rồi mới qua bên em đặt mình nước ngọt thì đó tiếc cho quý anh em. Nên quý anh em nào mà coi được clip này á, nên nhấn cái nút đăng ký để những cái clip nào hay hoặc mới nhất thì nó sẽ tự động phát cho quý anh em bà con. Rồi xin cảm ơn rất là nhiều ạ.